thuê lại nhà của người Nhật, cô gái rợn người khi đêm nào cũng nghe tiếng lạch cạch trên nóc nhà. Gì vậy? Gì vậy? Giống như người ấy. Ôi, sợ quá, sợ quá. Được biết, cô gái Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản có thuê một căn nhà của một người ở đây để ở. Mọi chuyện vẫn hết sức bình thường, cho đến khi đêm nào cô cũng nghe thấy tiếng lạch cạch trên nóc nhà. Nghĩ bụng đó là tiếng chuột chạy. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, hiện tượng này vẫn cứ lặp lại đều đều. Cô gái đã quyết định tò mò kiểm tra xem thử thì tá hỏa khi nhìn thấy một vật thể lạ đầy đáng sợ nằm ở trên nóc nhà. Leo thử lên, em ngó thử xem trên đấy có gì mà mọi khi ở nhà cứ thấy có tiếng lục sục ở trên đấy. Em sợ có chuột hay có gì ở trên đấy. Không biết nhà của Nhật trên nóc nhà có gì. Tự nhiên thấy sáng sáng, hết hồn. Cái gì vậy không biết. Em nhìn thấy rồi, hình như là cái miếng giống như miếng thiếc, miếng bạc gì đấy ở trên đấy. Sao lại có ở trên đấy nhỉ? Lông gì đấy? Ui. Trời ơi, chỗ nào cũng có luôn đấy. Hình như đây là cái mà để chống nóng của Nhật thì phải. Mọi người nhìn thấy gì không? Gì vậy? Gì vậy? Giống như người ấy. Ôi, sợ quá, sợ quá. Ủa, tự nhiên sao lại hỏi như này nhỉ? Sao thế này? Cái gì vậy không biết. Sợ lắm nhưng mà vẫn tò mò. Ôi, cái gì đây? Hình nộm à? Gì vậy mọi người, có ai biết đây là cái gì không? Hay là bùa? Hay là bùa vậy mọi người? Cái này là tốt hay xấu đấy mọi người? Ôi hoang mang quá à. Lần đầu tiên mới thấy cái này luôn đó. Có ai biết giải thích giúp em với đi ạ? Em sợ quá. Thôi đi xuống đây, em run hết cả chân tay rồi. Đoạn clip của cô gái sau khi đăng tải đã nhận về đông đảo lượt quan tâm khi không hiểu thứ được chủ nhà người Nhật đặt ở phía trên nóc là gì và nó có mục đích ra làm sao. Nhiều người cho rằng đấy là một loại bùa và khuyên cô gái tốt nhất nên chuyển đi nơi khác để tránh rước họa vào thân. Tuy nhiên, cũng có người nhận định đây thực chất chỉ là một loại bùa hộ mệnh khi xây nhà. Đa phần người dân Nhật Bản đều đặt nó lên nóc như để trấn yểm và không có gì phải đáng lo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!